LTK Bonsai xin mến chào quý bà con. Hôm nay kênh xin giới thiệu điểm bán cây kiểng của Thanh Bình ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hôm nay Thanh Bình có về một số cây bonsai muốn giao lưu với quý bà con mình. Rồi mình sẽ quay giới thiệu đến bà con. Rồi chào Bình ơi. Rồi Dương Nguyễn Minh Năng mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ha. Hôm nay em tiếp tục về một lô bonsai ha, gồm có linh sam, cái ổi với me ha bà con. Ba loại rồi hả? À, với chiêu thủy nữa, bốn loại. Cam, ổi, me, chiêu thủy. Có một số phôi cần thăng giá rẻ nữa ha. Cuối clip ha. Rồi. Đó. Đây là số 1 là một cái ổi tàu ha bà con. Đó. Ổi tàu. Ổi tàu đang cho trái ha, đang lên qua. Này phơm tán cũng ngắm hết rồi ha. Rồi cho cái chiều dài đi. Giờ thông số chiều cao nó là 20. Tổng chiều dài tán là nó 76. Đó. Cây này dáng lắc rất đẹp ha. Này sờ ổi này sửa thân từ nhỏ. Đó. Rồi đó hoành ha. Hoành vị trí này 16 đây. Đó. Hoàng, hoàng, hoàng đứng yên đi, đứng yên. Rồi có trái rồi ha. Có trái đây. Rồi. Đang lên bông nhiều, đang lên bông gọn. Mấy cái ổi trước thì mình cũng giao lưu rồi. Dạ mình cũng giao lưu rồi hết rồi dạ. Đi xa cũng không ảnh hưởng gì hết. Dạ không, không có rụng gì không? Không. Đi xa cũng không rụng, nghe chưa có nghe ai mà thông báo là rụng trái hay gì hết. Rồi, chắc nó cũng ổn rồi. Ổi nó cũng dài. Dạ rồi, cái mã số 1 này em giao lưu với bà con là 2 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Cái ổi tàu ha. Ổi tàu dạ, ổi tàu. Rồi đọc lại số điện thoại giao lưu chị. Số điện thoại của em là 0939442212 nha bà con. Zalo được luôn ha bà con. Đây, mã số 2. Mã số 2 là một cây linh sam song hình lá chung nha bà con. Ừ. Cây này một cây dáng đổ ha. Rồi, xây xây đi. Đó. Cây này lớn nha bà con. Cây này cốt cành nó rất là lớn rồi ha. Chậu xịn không? Chậu gì? Chậu này chậu cũng tốt rồi. Chậu đất nung. Rồi. Chậu này cũng khoảng trăm ngoài 200 ngàn cái rồi. Cao nó là 30. Đó. Rồi, tán dài coi. Tổng cái tán dài nó xuống đây là 96. Tán ngang. Tán ngang đây là 62. Đó, cây này cốt cành rất lớn ha bà con. Cây này nuôi khoảng 4-5 năm rồi ha. Rồi xây coi cái tay cành đây. Đây, tay cành đây. Chậm hơn. Rồi, hồi nó quay nửa vòng quanh kia nó này dày ấm hết rồi. Rồi báo hoành đi. Giờ báo đi chứ này. Rồi lọn dưới đó ha. Hoành lại 20 đi. Rồi hoành 20. Đây nó có đựng cục nu ngay đây ha bà con. Rất đẹp ha. Quay nửa vòng đi rồi đứng lại. Quay chút nữa rồi đứng lại. Đó. Rồi. Xương tàn rồi dày ấm hết rồi. Rồi mã số 2 này em giao lưu với bà con là 3,9 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Cái này ship luôn cái chậu cho bà con. Rồi chậu luôn. Mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây song hình lá chung luôn ha. Cái này thì cái chậu này chậu nhựa. Chậu nhựa đi luôn đi. Cho đi luôn đi. Đây. Đang lên bông ha. Chiều cao là nó 25. Tán ngang gì là nó 56. Song hình lá chung ha. Song hình lá chung khá nhiều ha. Đúng rồi, song hình dòng song hình là bông lá chung là bông nhiều. Còn song hình da me hay là song hình ấy nó hơi ít bông hơn. Nó già nó có bông. Này đâu quạnh ngay chỗ này trừ hao đi. 20-25 đi. Rồi tại vị trí là 25. Dạ. Rồi cây đó. Cũng khỏe mạnh ha. Cây khỏe mạnh cũng có mặt cắt đây ha bà con. Đó. Nó cũng đang kéo lại. Rồi mã số 23 này em giao lưu với bà con là 1,6 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha. Mã số 4 là một cây chung nu ha. Đây cây này phơm tàn rất ấm ha. Xương dâm nó rất là dày luôn rồi. Này uống rất là tỉ mỉ rồi ha. Chiều cao là 46. Tổng cái tán ngang nó là 63. Đó. Chiếu thủy chiếu thủy chung nu ha bà con, chung nu. Yeah. Rồi cái này cũng xếp chậu. Hoành vị trí này là 21. Đó. Rồi cái giá nó là 1,3 triệu ha, em bao ship luôn ha, em ship cái chậu luôn ha.
Cái này rất rồi, là già cây nha. Số Zalo đi mình ơi. Số điện thoại em là 0939442212 ha bà con. Zalo ha. Này em có thể Zalo số này đó. Chỗ kia Zalo đầy rồi. Có nhận tin nhắn người lạ không? Có luôn mà. Rồi xây vòng đảo vòng đi rồi. Đây là một cây me dán đổ ha bà con. Đó. Cây này không có xếp chậu ha. Cây này không xếp chậu, cây này bó bầu rồi, cái chậu này dở lắm. Rồi tán dài đi. Ta chiều cao nó là 20 thôi. Tổng cái form tán dài của nó tới đây là 72. Me chua ha. Me chua, này form tàn gác ấm mà. Có cành cũng lớn lớn chưa này. Nằm sát gạt luôn, nằm sát dưới đây. Báo đi. Mình báo luôn. Đẩy cái thằng qua bánh chút, đẩy cái đầu. 22. Đó. Rồi. Rồi giữ giữ đi, giữ đi. Trả về một chút. Lấy cái thân nó được rồi. Đó. Rồi quay vòng ha. Mã số 5 này em giao lưu với bà con là 2,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn. 2,2 triệu. Dạ em rút cái chậu ha bà con. Đây, mã số 6, đây là một cây me lớn ha. Cây này rất lớn. Đang lên lá non rất đẹp luôn ha. Đây, nó ăn dày rất là xiết. Chiều cao là 54. Dán chực lắc. Tổng cái chiều dài tán của nó là 70. Đó. Lá non lên nhìn rất là đẹp luôn. Cây này đế nó cũng được lắm ha bà con. Cái hoành vị trí này là 33 đi. Rồi quay đi. Đây nó có cái mặt cắt ở đây ha. Đây nó cũng đang kéo rồi. Mặt cắt dưới chân cái với... Đúng rồi, rồi. Có mặt cắt dưới chân đỉnh hơn cái. Rồi mã số số 6 này em giao lưu với bà con là 2,9 triệu ha. Em bao ship ha, em rút chậu ha bà con. Này số 7 là một cây linh sam đế nôm từ nhỏ ha. Này người ta nuôi đế từ nhỏ ha. Song hình ha bà con. Đó, bữa nay lô này lô của em là sam song hình nhiều ha. Chiều cao là nó 59. Tổng cái tán dài là 69. Đó. Dòng nữa đi rồi hả đo. Rồi. Cái này là nó song thân ha. Hoành 16 đi. Đó, rồi đế. Đế khỏe mạnh ha. Đế già khoảng 20 ha. Cái này em cũng mới nhổ từ bọn kêu qua em vô cái giá thể mới rồi. Cây sam xưa song hình với siêu bông thì dễ sống rồi. Rồi cây đó em báo giá là 900 ngàn ha. 8 à. Đây số 8 cũng là một cây song hình dáng đổ ha. Đó. Chiều cao là 32. Đây tổng cái chiều đổ xuống đây nó 50. Rồi chiều ngang luôn, để đó đo chiều ngang. Chiều ngang gì là 36. Đó. Rồi đó hoành. Rồi. Hoành nó là 17. Rồi, rồi cái này có giá là 1 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Mất số hoài. Đây là cái đế nôm rất đẹp ha. Rồi tiếp tục. Đọc số điện thoại đi mình. Số điện thoại em là 0939442212 ha bà con. Rồi cái clip hôm trước đó, thiếu số đó chịu cái số đầu mới ra. Số 10 ha bà con. Rồi. Chiều cao là 26. Đây. Tổng chiều... cái tán dài nó là 46 đây. Chiều nay rủ vô rồi. Số 9. Rồi. Hoành ha. Hoành nó là 15. Rồi cái này giao lưu với bà con là 650 ngàn ha. Một cây song hình ha. Đó. Rồi. Đây mã số 11, cây này rất là đẹp luôn. Cái này nó còn một lớp đế dưới em chưa có xử lý lên ha bà con. Đó. Nó còn cái cũ dưới. Chiều cao là 55. Này cốt cành nó cũng lâu lắm đâu rồi. Tán ngang gì nó 48. Bông nó mới vừa lên bông xong nó xuống trái rồi đó. Này là dáng long ha. Hoành cả 10. Này 14 quá. 16, 15 đi.
Đó, còn cái củ bự dưới đây em chưa có môi lên. Rồi mã số tính giá 15 phải không? Dạ 10 là tính giá 15. Mã số 11 này giá 850.000 ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. 12. Cái đo 16 mà tính 15 mà giá của 16 thì cũng như không. Rồi. Đây. Quay. Cái này nguyên một củ bự luôn. Mã số 12. Chiều cao là nó 50. Tán ngang là 49. Hoành là 17. Rồi. Cái cũ nó thử ra, cái cũ đây là tới 25 rồi. Rồi cái này có giá là 800.000 ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. 12. Mã số 13. Thầy thằng cũng quá rất đẹp luôn. Ngồi xích sao chút rồi cho nó dễ lấy cây. Rồi. Cao là 44. Nè. Tổng cái chiều dài tán là 46. Đây nó cũng bị lũa lũa đây ha bà con. Chóc da cứng rồi. Hoành là 16. Rồi cái này có giá là 650.000 ha. Bao ship toàn quốc ha. 14. 14. Đây. Này cũng có cũ ở dưới luôn. Chiều cao là 30. Tán ngang là 42. Song hình luôn hả? Song hình luôn này, toàn bộ là song hình không à. Không có siêu bông, hết siêu bông rồi. Hoành nó là 14. Đó, cái này có giá 600.000. Cái này là song hình lá chung ha bà con. Đó. Lá chung, lá lớn nha. Không. Rồi, 15. 15 cũng là cây song hình luôn. Cao là 46. Cái này giá cũng 600 ha bà con. Tán ngang như là 47. Đó. Hoành nó là 17. Đây nó có cái mặt cắt hả bà con. Rồi 600.000 em bao ship toàn quốc. 16. 16. Đây cái 16 này rất đẹp luôn. Cao là 39. Tán ngang là 49. Đó. Cái lô này nuôi khoảng 2-3 năm người ta nuôi cốt cành ha. Bắt đầu đánh lại chi nhỏ lại. Hoành đây là 18. Cái này khoảng bao lâu có bông Bình ơi? Cái này ha, cũng thường xuyên lắm. Nó mình tỉa nó lên bông hả. Rồi mã 16 này giá 750.000 ha. Cái này là bắt đầu về chơi bông được rồi ha. Dạ về mình chỉ cần tỉa nó mình bỏ nước đó. Bỏ nước vài ngày là lên bông hả. Cao là 46. Mã số 17 ha bà con. Tán ngang là 50. Hoành đây là 15. Đó. Rồi cái này giá 600 luôn. Em bao ship toàn quốc luôn. 18. 18 là một cây chung nu ha. Đó. Lâu nay em được mấy cây. Lâu nay em đang đặt một số lượng nhiều ha. Ai cần số lượng báo em. Cao là 23. Tổng cái phơm tán nó là 49. Đó, cái này đang lên lá thôi. Nó lên chưa có dày không. Nó dày là nhìn rất đẹp luôn. Cái này dạng lùng lực ha. Cái này hoành nó là 18. Rồi cái này có giá là 450.000 ha. Em bao ship toàn quốc luôn. 19. Đây cái 19. Cái này đế đẹp luôn. Này có góc có đế. Cao là 24. Tổng cái phơm tán của nó là 44. Cái này là nuôi khoảng 1 năm mấy ha bà con. Hoành nó 17. Lô này nuôi khoảng năm mấy rồi. Rồi cây này có giá là 550.000. 500.000 chứ, em bao ship toàn quốc. Đó là 20. 20, 20 là một cây cần thăng ha, một nước dây ha. Đó. Cao là 32. Ngang như là 39 nha bà con. Đây cũ gắt quái ha. Đó. 350.000 đi. Đây, này bán cây đi ha. Đó, cây quái 350.000 em bao ship toàn quốc ha. Mã số 20 ha. Dạ. 21, 21 là 300.000 ha. Cao là 29. 40 là tán ngang. Đó. Chủ nó gì đây? 300.000 em bao ship toàn quốc ha. 21 ha. 22, 22 là một cặp ha. Cặp này quá nhỏ rồi. Cứ mãi luôn 250.000 cặp đi. Đó.
Cặp thì nhỏ ha, nhỏ nó nhỏ nhỏ cũng vừa ha, 250.000 cặp, bao ship toàn quốc. Nó thần dậu rồi. 23 này thì 300.000 đi. Tính kêu 350 á. Đây. Tai bóp là gì? 300.000 bao ship toàn quốc. Ngày mai em có về lô cần thăng lớn lớn ha. Đó. 24 cây. 24 một cây. Đó, cây này có giá là 300 ha bà con. Này về vô dây ra ha. 32 là chiều cao. 8 ngang là 39. Đó, cái cụ rất quái ha. Này 300.000 ha bà con. 28 quỳnh cũ đặt. Đó, 300.000 em bao ship toàn quốc. 25. Rồi cặp gừng. 25. 25 là cụm gừng chiếu thủy ha bà con. Đây lô này em cũng còn vài cụm thôi. Cao là 64. Tổng cái tán ngang chỗ dài nhất nó là 69. Đó. Cái này già lá, cái mình tuốt lá hết, còn xương không vậy đó, mình bỏ nước dài bữa mình tưới nước là lên bông. Rất dễ để bông luôn. Linh xa mình cũng làm gì được luôn. Hoành là 30. Đó, tổng hoành cụm đó đó ha. Rồi, mã số 25 này em giá báo giá là 600.000 đồng, em bao ship toàn quốc. 26. 26, đây cụm gừng 24 thân. 4 thân lên chia 2 ra đó là 6 thân. Cao là 62. Tổng thân ngang là 69. Đó. Này em đo một cây này đi. Này là 11. Là 11, cái này có 10, này có 13. Rồi cái này 600.000 luôn ha, đồng giá 600.000. Chung nu. 27. Cây này cũng 600 luôn, 27 một cốt ha bà con. Đó. Cao là 68. Này nu nó lên rồi, nhiều rồi. Tán ngang luôn. Tán ngang nó là 50. Đó, cây này một cốt không ha. Có ghép gì hết Bình. Không, cây này là nguyên thủy nó luôn, không ghép. Chung nu. Hoành nó là 19. Rồi 600.000, em bao ship toàn quốc ha. Cây một cốt. 28. 28 là cụm gừng. Số điện thoại em là 0939442212 nha bà con. Đó. Cao là 66. Tán ngang là 58. Cái này là 8 thân ha. Thân này thân lớn nhất nó khoảng 12 ha. Nhỏ nó 10. Nhỏ nhất nó ngón tay út hả? Rồi, 600.000 em bao ship toàn quốc luôn. 29 cây clip. Rồi 29 cây clip cũng giá 600 luôn ha bà con. 24. Thân. Cao là 72. Tán ngang là 60. Đó. Rồi cái này nó hoành nó khoảng 13 ha. Đó, này 12, cái này 10. Đó. Rồi cụm 4 cây ha. Dạ 4 cây, cái cụm này em báo giá là 600.000 luôn ha bà con. Em bao ship 600.000 đồng ha. Dạ 600.000, cái lô chưa thủy. Số điện thoại, số điện thoại em là 0939442212 ha. Mình cần liên lạc có Zalo rồi có thể chụp hình gửi ảnh thêm ha bà con. Rồi. Rồi clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua. Rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Chân thành cảm ơn ạ. LVPK Bonsai xin mến chào tạm biệt quý bà con. Xin hẹn gặp lại vào những video sau.